Xin chào cô dì chú bác. Các bạn thấy những cái cây hoa ở đây được rất đẹp không? Đang được thu hoạch bởi trên những cái máy cày. Ở đây được trang trí rất đẹp, màu sắc hài hòa. Đúng là một lễ hội hoa các bạn. Vâng. Rất đặc sắc và nhiều màu đúng không? Nó một cái toàn cảnh. Rất đẹp vào xa hơn một chút nữa thì chúng ta sẽ bao quát được toàn cảnh. Tiếp tục là bên đằng sau là những cái cây hoa cúc được xếp trên một chiếc xe ba gác. Nhà thiết kế phối ở đây rất đẹp đúng không? Đây thật đúng là một cái khu vườn, những cây hoa rất đẹp. Tiếp tục chúng ta lại đến với một những cái gian quầy bán hoa. Tái hiện ở đây là một khung cảnh ở quê hương trên nàng Việt Nam. Tiếp tục chúng ta lại đến với những cái tác phẩm ở đây là những cái thuyền hoa các bạn. Những cái thuyền được chở đầy những bông hoa. Bên cạnh là những cái bể ở đây thì chúng ta có những cái ao gần như là có cá này. Những bông hoa sen. Hoa súng, nhầm xin lỗi các bạn. Sen cũng có. Mà nhỏ. Rất đẹp phải không ạ? Đây là những chú cá koi. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Đó là những cái chú cá koi đang bơi tung tăng dưới làn nước.
nói là những nhà thiết kế ở đây tạo ra được những cái khung cảnh rất chi là thơ mộng, rất đẹp và lãng mạn.